Gan cổ, ngoan cổ, đúng không nào? Ok. Hát rồi đó. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Trong quá trình học tiếng Nhật N4 và N5 thì Sensei nghĩ là kanji là một trong những cái phần khó nhằn nhất đối với mọi người, phải không nào? Hôm nay Sensei sẽ giới thiệu cho mọi người một cách học kanji vô cùng hiệu quả, đó chính là học kanji theo bộ thủ ạ. Bên cạnh đó thì Sensei sẽ chỉ cho mọi người những cái mẹo nhỏ để nhớ kanji theo câu chuyện này, và sẽ có những cái phần từ vựng và bài tập rất sát với đề thi GLBT nhá. Ok, ikimashou. Trong video ngày hôm nay, Sensei sẽ giới thiệu cho mọi người 10 nhóm kanji có cùng bộ thủ. Sau đó sẽ là phần luyện tập để mọi người có thể nhớ kỹ hơn những cái phần hôm nay mình đã học nhá. Tất cả tài liệu mà các bạn đang xem đều thuộc nội dung căn bản trong kho tài liệu của lớp tích hợp, sẽ giúp mọi người củng cố kiến thức nền tảng. Tuy nhiên, để đỗ được GLBT thì Sensei khuyên mọi người nên học khóa chuyên sâu và được học trực tiếp với các giáo viên là Top Sensei của Ricky. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được thực chiến với bộ đề thi thật GLBT các năm cùng với một lộ trình phù hợp và sát với xu hướng ra đề nhất. Cam kết chuẩn đầu ra, hãy comment tích hợp để nhận tài liệu ngay ngày hôm nay cùng với ưu đãi giảm ngay 1 triệu khi đăng ký các lớp 50 ngày ăn ngủ trúng tủ GLBT các trình độ từ N3 đến N1 trong kỳ tháng 7 năm 2023. Đồng thời các bạn sẽ được giảm ngay ưu đãi 30% khi đăng ký các lớp tích hợp cho kỳ tháng 12 năm 2023 trước ngày 10 tháng 5. Đừng bỏ lỡ mà nhanh tay đăng ký nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học gì nhỉ? Ok, ở đây Sensei sẽ hiện ra 5 cái nhóm kanji này. Mọi người nhìn có thể đau đầu choáng váng không? Mọi người có thể điểm mặt đặt tên những cái kanji này sẽ có cách nhớ như thế nào và có âm hán tự này, âm ôn âm tương thế nào không ạ? Hãy cùng Sensei đi vào từng nhóm một nhá. Ở đây Sensei sẽ có nhóm 1 sẽ có 3 cái chữ hán này, mọi người thấy có hơi giống giống na ná nhau không ạ? Nói chung cái bộ gì đấy ạ? Đây, chung cái bộ này xuất phát từ cái chữ kanji này đầu tiên đúng không ạ? Đó, đều chung bộ này nha. Hay. Và Sensei cần mọi người nhớ cho Sensei cái chữ đầu tiên ấy nó có âm hán Việt là gì trong cái từ vựng nào ạ? Mọi người thấy quen không? Trong cái từ N5 mình đã học rồi, cái tính từ mà mang nghĩa là nặng ấy mọi người. So để xem, nó chính là ố môi của mình đó. Và âm hán Việt của nó sẽ trọng, trọng là trong cái từ nặng á mọi người. Đó, còn chữ tiếp theo, mọi người thấy nó thêm một cái chữ này vào, đúng không ạ? Thì nó lại thành một chữ khác rồi. Âm hán Việt của nó sẽ là chữ động nha. Và chữ cuối cùng, nó lại có thêm cái bộ nhân đứng ở phía trước này. Đấy, thì nó lại thành một cái chữ hán khác, cũng có âm hán Việt là chữ động. Nhưng cái từ vựng đi kèm nó sẽ khác biệt nha mọi người nhá. Mình sẽ đi vào phân tích từng chữ một để đi thi mình sẽ không bị nhầm lẫn cái chữ hán này với nhau nhá. Ok, đầu tiên Sensei sẽ có cái chữ trọng đúng không? Nó là bắt nguồn từ tất cả những cái chữ hán sau. À, thì cái chữ trọng này của Sensei, mọi người có thể nhìn thấy là Sensei ở trên này nó sẽ có bộ này. Nó chính là cái bộ gì ạ? Bộ thiên của Sensei. Thiên có nghĩa ở đây là 1.000 mọi người nhá. Đó. Còn ở dưới của Sensei ấy, nó sẽ có cái bộ này, người ta gọi là cái bộ lý mọi người ạ. Đó, và mọi người có thể nhớ Sensei cái câu chuyện như thế này. Thiên đấy có nghĩa là 1.000 đúng không? 1.000 ông lý ấy thì rất là nặng đúng không? Nặng này trong từ trọng đúng không ạ? Ok. Và ở đây Sensei sẽ có âm cưng của nó sẽ là omoi. Đó, và một cái âm cưng này có thể là hơi lạ với những cái bạn học N4, N5. Nó chính là cái động từ kasaneru nha. Ý nghĩa Sensei sẽ giải thích ở phía sau. Đó, âm ôn của Sensei thì nó sẽ có hai âm ôn chính. Thứ nhất là ju. Nhớ Sensei là có trường âm. Thứ hai là chô nha mọi người nhá. Ok, giờ mình cùng luyện tập những từ vựng với Sensei nhá. Ok, đầu tiên Sensei sẽ có tính từ nặng đúng không? Trong chữ trọng này sẽ là ổ môi. Ok, tiếp theo ạ. Chữ hán này, Sensei vừa nói đúng không? Là động từ kasaneru, nó là âm cưng của chữ hán này. Thì mọi người có thể nhìn cho Sensei cái hình ảnh, những cái đĩa này nó xếp chồng lên nhau đúng không ạ? Vậy thì ý nghĩa của cái từ vựng này sẽ là so desu ne, xếp chồng chồng chất lên đúng không ạ? Còn âm ôn thì sao nhỉ? Âm ôn Sensei sẽ có hai từ vựng cho mọi người nhá. Thứ nhất, ở đây mọi người nhìn cho Sensei, đây chữ thể và chữ trọng đúng không ạ? Thể trọng thì trong tiếng Việt mình sẽ có nghĩa là gì? So desu ne, cân nặng nhá, taiju nha. Tiếp theo ạ, chữ này, ở đây là chữ trọng và chữ yếu mọi người nhá. Thì trọng yếu đọc là juyo desu ne, thì trong tiếng Việt của mình sẽ là gì? So desu ne, quan trọng. Vậy thì mọi người đã thấy được cái sự quan trọng khi học âm hán Việt cũng như là học các bộ thủ trong chữ hán chưa nào? Mình đi xem chữ tiếp theo nhá. Ok, chữ thứ hai trong nhóm này của Sensei. Chữ động này nó sẽ cấu tạo từ chữ gì đây mọi người? So desu ne, chữ trọng ở phía trước của Sensei. Đó, và nó thêm một cái bộ thủ đằng sau nữa.
bộ này chính là bộ lực của anh Sen. Đó, lực là trong thể lực ấy mọi người. Vậy thì mọi người có thể nghĩ ra được cái cách nhớ nào, cái câu chuyện nào ứng với cái chữ Hán này không ạ? Câu chuyện của anh Sen sẽ như thế này mọi người ơi. Trọng này, lực đúng không ạ? Tác động lên mọi vật. Đấy, mọi người có nhớ sẽ học cái thứ tự đấy đúng không? Trọng này, lực, tác động lên mọi vật. Nhớ. Ở đây sensei sẽ có âm cân của chữ Hán này sẽ là động từ ugo cự, mọi người nhớ không ạ? Ugo cự của sensei sẽ trong từ di chuyển này, hành động, hoạt động đúng không ạ? Còn ugo ca sự của sensei chính là cái tha động từ thể hiện là mình vận động rồi là mình di chuyển cái gì đấy đúng không ạ? Ok. Còn âm môn thì sao ạ? Âm môn của sensei sẽ là chữ đô nha. Đấy, đô của trường âm ạ. Ok. Giờ mình cùng ôn tập lại những cái từ vựng nó đi kèm với cái chữ động này cho sensei nhá. Đầu tiên sensei sẽ có vận động di chuyển, mình sẽ có là ugo cự. Đấy, tiếp theo sensei sẽ có cái từ này trong từ undo. Undo trong từ, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh đúng không, hai đứa trẻ đang làm sao đấy ạ? Vận động đúng không ạ? Đấy, tiếp theo này, cái từ này là trong từ động và từ tác, cái đọc hơi đặc biệt một chút là đô xạ, có nghĩa là động tác đúng không ạ? Tiếp theo nào, ôi mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh những các con gì ở đây ạ? Mình sẽ có từ đô bất dự. Xuất phát âm Hán Việt là chữ động và chữ vật luôn, nghĩa cũng là động vật cho anh xem nhá. Mọi người có thể nhớ được bốn cái từ vựng liên quan ở đây chưa ạ? Ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang chữ tiếp theo nhá. Tiếp theo của anh xem sẽ có cái chữ Hán này cũng có âm Hán Việt là chữ động đúng không ạ? Ở đây nó sẽ xuất phát từ cái bộ gì ở trước ạ? Đúng rồi, nó chính là bộ nhân đứng mọi người nhá. Đó, bình thường mọi người biết chữ nhân này có nghĩa là con người đúng không mọi người? Thì cái bộ thủ này nó sẽ được gọi là bộ nhân đứng nha mọi người nhá. Hay, còn cái bộ bên cạnh mình vừa mới học xong đúng không, là chữ động rồi. Vậy thì hai cái bộ này kết vào với nhau thì nó sẽ ra cái chữ động này nha. Ở đây thì trên xe sẽ có một câu chuyện để mọi người dễ nhớ hơn nhá. Nhân này có nghĩa là con người đúng không mọi người? Động mà có con người thì là lao động. Và đặc biệt cái chữ động này khác với cái động trước ở một điểm là thường nó sẽ thể hiện cái sự làm việc, lao động của con người mọi người nhá. Vậy thì âm cân của mình sẽ có cái động từ làm việc là hataraku đúng không? Âm ôn của anh xe nó cũng có âm ôn là chữ đô, có trưởng âm của anh xe ạ. Ok, mình cũng ôn tập lại những cái từ vựng có chữ Hán này nhá. Đầu tiên anh xe sẽ có động từ làm việc, soですね, hataraku. Tiếp theo sensei sẽ có động từ này đô đô, ở đây có nghĩa là gì mọi người ạ? Rồi sẽ đó chính là từ lao động của mọi người. Lên N3 chắc chắn mọi người sẽ gặp cái từ vựng này của sensei ạ. Tiếp theo ạ, ở đây sensei có chữ hiệp ở đằng trước và chữ động ở đằng sau. Vậy thì mọi người chụp đoán sensei nhìn hình ảnh này nữa. Đúng rồi, ở đây chính là cái từ hợp tác làm việc ấy ạ, kyo đô đúng không? Và điểm chung của ba cái từ vựng này đều là sự làm việc, sự lao động của con người như sensei vừa nói, nên là nó sẽ có thêm cái bộ nhân đứng ở phía trước ạ. Đó. Tiếp theo sensei sẽ có nhóm kanji số 2 ạ. Nhóm này sensei sẽ có 3 chữ Hán ạ. Mọi người thấy nó giống nhau không? Nó đều có cái bộ ở phía trên giống nhau này. Cái bộ này mọi người có biết là bộ gì không ạ? Cái bộ này là trong cái từ mưa ấy mọi người. Cái từ ame ấy thì âm Hán Việt của nó là cái chữ vũ mọi người ạ. Vũ nhá. Đấy, có nghĩa là mưa. Đấy, và mình sẽ lần lượt có âm Hán Việt là đầu tiên là chữ tuyết. Đó, tuyết này thì đơn giản đúng không? Cái âm Hán Việt này giống như cái nghĩa tiếng Việt của mình luôn. Tiếp theo cái chữ này là trong chữ mây ấy mọi người, thì âm Hán Việt nó sẽ là từ vân. Đó, vân có nghĩa là mây đấy. Ok, tiếp theo cái chữ này nó là trong từ điện mọi người nhá. Đầu tiên của sensei có từ này là từ vừa sensei nói là từ gì ạ? Đúng rồi, tuyết đúng không ạ? Tuyết ở trên nó sẽ là bộ vũ đúng không ạ? Vũ này trong từ gì đây? Từ mưa. Mưa của mình là ame, mọi người nhớ không? Đó, ame mưa đó, vũ nhá. Tiếp theo, ở dưới đúng không? Mọi người thấy cái chữ này giống cái chữ gì? Chữ e của Việt Nam mình ấy đúng không? Thì ở đây sensei sẽ biến tấu nó đi một chút thành câu chuyện là em. Đấy, cái này hơi giống chữ em đúng không? Em đi dưới mưa tuyết. Nhiều khi thì câu chuyện nó không được đúng lắm và nó hơi buồn cười, nhưng mà mình có thể bẻ nghĩa để mình có thể nhớ được cái kanji này nó tốt hơn đúng không mọi người? Vậy thì ở đây sensei sẽ có âm kun là từ yuki, có nghĩa là tuyết luôn ạ. Còn âm on nó hơi khó một chút, nhưng mà ai mà học lên N3 chắc chắn là biết cái này. Nó chính là từ sự sensei nhá. Ok, vậy thì mình sẽ cùng và ôn tập luôn sensei những cái từ vựng ạ. Đầu tiên sensei có tuyết đơn giản rồi, yuki đúng không ạ? Hay
Tiếp theo, cái từ Hatsuyuki ở đây của sensei, mọi người đoán ra xem có nghĩa là gì đấy ạ? Đây chính là chữ sơ và chữ tuyết. Đó, có nghĩa là gì? Sơ ở trong từ kiểu như là đầu tiên ấy mọi người, đúng không? Thì nó sẽ là mùa tuyết đầu, đúng không ạ? Mùa tuyết đầu tiên. Ok, tiếp theo, ở đây sensei sẽ có âm ôn, hơi khó một chút nhá. Ở đây là chữ tàn, đó, tàn nhá. Và chữ tuyết, mình sẽ đọc là gian sensei. Tàn tuyết thì nghĩa tiếng Việt là gì ạ? Tàn này trong động từ no koru đúng không? Còn sót lại. Vậy thì mọi người thử đoán ra xem nào. Sosne nó chính là cái tuyết mà nó còn sót lại, đúng không? Cuối mùa, đúng không? Thì nó sẽ có từ gian sensei ở sensei ạ. Tiếp theo, sensei sẽ có đây là cái chữ có nghĩa là mây mọi người. Mây thì âm Hán Việt là gì ạ? Sosne, vân nhá mọi người nhá. Ở trên nó sẽ vẫn là cái bộ gì? Mây mưa đúng không ạ? Mưa, ở đây sẽ là chữ vũ. Ok, vũ là trong từ mưa. Còn bộ ở dưới thì sao nào? Bộ ở dưới đây sensei sẽ thấy ở đây sẽ đầu tiên là mình sẽ có cái chữ gì đấy ạ? Cái chữ này rất là giống cái chữ nhị của sensei. Đó, chữ nhị là trong số 2 đấy ạ. Đó, cái chữ này rất là giống số mấy đấy? Số này rất là giống cái số 4 của sensei. Chính bởi vì thế sensei sẽ có cái câu chuyện như sau ạ. Mưa này suốt 24 giờ đúng không? Đây là 24 đúng không? Đấy, thì không có mây. Chính là cái chữ mây của mình. Ok chưa ạ? Ok, và âm cân của sensei sẽ có là kumo, hoặc là nhiều khi nó sẽ biến âm là gumo, ở đây có nghĩa là mây nhá. Còn âm ôn của mình ấy sẽ là chữ ưn. Đấy, hơi khó đúng không? Mọi người có thể để ý là âm ôn là nó thường có cái cách đọc nó khó hơn và nó cao cấp hơn là âm cân đúng không ạ? Hai. Ok, mình vào từ vựng luôn với sensei nhá. Đầu tiên sensei có từ rất là đơn giản, N5 ai học rồi chắc chắn là sẽ biết đúng không? Đám mây, kumo. Được rồi. Còn âm ôn mới khó đây này các bạn ơi. Âm ôn này của xe ở đây sẽ có chữ vân và chữ khí. Đấy, thì mọi người thử đoán lên xem cái thời tiết như thế nào mà nó lại nhiều mây thì nó sẽ là trời nó làm sao ạ? Rồi nè, trời u ám, âm u đúng không? Và cách đọc mình sẽ là ưng kỵ. Ok, tiếp theo sẽ là chữ điện của xe nhá. Vẫn bắt đầu từ bộ vũ mưa của xe ạ. Ở dưới thì ở đây nó sẽ có cái bộ rất là quen mọi người ơi. Mọi người nhớ là em sẽ cái bộ này là bộ gì đấy ạ? Trông giống cái hình gì đấy? Đúng rồi, ruộng đồng ấy, chính là bộ điền của anh xe ạ. Đúng không? Điền ở đây có nghĩa là ruộng đồng nhá. Ok, hay. Và mọi người có thể nhớ xem câu chuyện như thế này nhá. Mưa mà, mưa này mà rơi xuống ruộng thì tạo ra dòng điện, đúng không ạ? Ok chưa? Âm môn của anh xe rất đơn giản, chính là chữ đền đúng không ạ? Ok, mọi người cùng ôn tập lại những cái từ vựng có chữ Hán điện này cho xem nhá. Hai, đầu tiên mình sẽ có điện và chữ khí nào. Đọc là denki ở đây có nghĩa là gì nào? Denki ở đây có nghĩa là gì đây? Sôi này, điện. Tiếp ạ. Ở đây mình sẽ có chữ điện và chữ xa. Đây là gì đấy? Densha, tàu điện đúng không nào? Tiếp. Chữ này quá luôn, dễ luôn, quá dễ nhìn ảnh biết ra luôn, nhìn ảnh ra luôn đúng không ạ? Denwasuru ở đây có nghĩa là gọi điện thoại đúng không ạ? Ok, vậy thì nhớ xem ba cái từ liên quan đến chữ điện này nhá. Tiếp theo ạ, sensei sẽ có nhóm ba cái kanji này, mọi người đều thấy nó có điểm chung ở đây đúng không ạ? Chính là cái bộ này. So desu ne, mà nó sẽ xuất phát từ cái chữ Hán này. Cái chữ Hán này mọi người nhìn có quen được không nào? Mình học ở N5 là cái động từ nhìn của mình ấy đúng không ạ? Nhìn ở đây nó sẽ có âm Hán Việt là kiến mọi người nhá. Còn chữ Hán này sẽ có âm Hán Việt là quy. Cuối cùng chữ Hán này sẽ có Hán Việt là điện mọi người nhá. Đó, và sensei sẽ đi vào từng chữ một để phân tích cho mọi người dễ hiểu hơn ạ. Ok, đầu tiên sensei có chữ kiến ạ. Ở trên này đúng không, ở trên này mọi người nhìn thấy cái bộ gì đây? Nhìn rất là giống cái hình con mắt đúng không mọi người? Mắt ở đây nhá sẽ là bộ mục mọi người nhá. Ok, còn ở dưới này đúng không, mọi người thấy giống hình gì ấy? Giống hình cái chân hai người đang đi ấy đúng không? Thì mình sẽ dịch ở đây tạm hiểu là hai người đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện của sensei ở đây sensei nghĩ ra là hai người ấy đi thì mắt phải nhìn đúng không ạ? Đấy, cái chân hai người đi này này thì mắt phải nhìn nhá. Và âm kinh của mình ở đây sẽ là động từ miru đúng không ạ? Nhìn này. Tiếp sensei sẽ có động từ mieru đúng không? Có thể nhìn thấy. Miseru thì sao? Miseru là cho xem đúng không ạ? Âm ôn của mình thì ở đây mình sẽ có chữ kiến đúng không? Kiến là âm Hán Việt, còn âm ôn sẽ là kên đúng không? Rất là giống cách đọc của âm Hán Việt đúng không nào? Ok, mọi người cùng xem sạch ôn tập từ vựng nhá. Đầu tiên mình sẽ có động từ nhìn đúng không? Mi được để sẽ. Mi sẽ được thì sao? Vừa xem mà nói rồi, mi sẽ được ở đây là cho ai đó xem
Đúng không ạ? Tiếp nào. Âm ôn của NC sẽ có hai từ sau đây. Đầu tiên NC sẽ có từ kiến và từ học, đúng không ạ? Vậy thì cách đọc ở đây sẽ là kênh các cự, có nghĩa là mình đi tham quan học hỏi ấy, mọi người, đúng không? Có nghĩa là nhìn để quan sát để học hỏi, đúng không nào? Tiếp này, đấy sẽ có chữ ý này và chữ kiến. Đó, vậy thì ghép lại cách đọc sẽ là ý kiến, ở đây cũng có nghĩa là ý kiến luôn mọi người nhá. Rồi sẽ tiếp theo của chúng ta sẽ là chữ quy mọi người nhá. Chữ quy ở đây nó có cái bộ vừa nãy mình mới học xong là bộ kiến ở dưới, đúng không ạ? Còn cái bộ trước này này mọi người ơi, nó chính là cái bộ phu nhá. Phu ở đây có nghĩa là gì? Phu ở đây có nghĩa là chồng mọi người nhá, chồng ạ. Đó, và cái chữ kiến này vừa mới học xong rồi. Đấy, vậy thì em sẽ có cái câu chuyện như thế này mọi người ơi. Người chồng ấy, đúng không nào, chữ phu, nhìn cái là biết quy củ rồi, quy tắc rồi, đúng không ạ? Đó, và cái chữ quy này của em sẽ, mình sẽ có âm ôn là kỵ. Rất dễ nhớ phải không nào? Đó, vậy thì những cái từ vựng liên quan sẽ là, đầu tiên em sẽ có từ khi sóc cử, đúng không? Ở đây sẽ là quy tắc mọi người nhá. Tiếp em sẽ thêm cái chữ bất ở phía trước đây, bất quy tắc đúng không, mình sẽ có là hư kỳ sóc cử. Đó, có nghĩa là không có quy tắc, bất đây có nghĩa là không có mọi người nhá. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có chữ này là chữ hiện, đúng không mọi người? Chữ hiện này của trên dây vẫn sẽ có bộ kiến này và cái bộ trước này, mọi người có biết là bộ gì không? Nó chính là vương ấy ạ. Vương là trong từ gì mọi người? Vương này là trong từ vua mọi người nhá. Đó, vương có nghĩa là vua, còn ở đây là chữ kiến. Vậy thì mình sẽ có câu chuyện như sau. Thời hiện đại, đúng không nào? Hiện đại thì không còn ai đi xem. Đó, xem là người kiến. Xem ai? Xem vua nữa rồi. Có nghĩa là thời xưa người ta hay thấy vua là người ta lao ra, người ta nhào ra xem, đúng không? Nhưng bây giờ thời hiện đại rồi, họ lại không ra xem vua nữa. Đó, câu chuyện của dân dạy ý là như vậy nha mọi người. Ok, còn âm cưng của mình ở đây sẽ có hai động từ. Đầu tiên sẽ là arawade được, và tiếp theo là tha động từ arawasu nhá. Còn âm ôn của mình sẽ là chữ ghê. Ok, mình sẽ đi vào cụ thể từ vựng hơn ạ. Ở đây sẽ có arawade được. Ở đây mọi người nhìn hình ảnh nó xem, đây có nghĩa là gì nào? Ờ đúng rồi, xuất hiện, đúng không ạ? Một ca sĩ xuất hiện ở trên sân khấu chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ dùng cái xem cái tự động từ là arawade được nhá. Tiếp nào, chữ hiện đại đúng không? Đây sensei sẽ có là genda nha. Tiếp theo là sensei này có chữ hiện và chữ kim đúng không? Có nghĩa là cái tiền mà nó nhìn mình, nó xuất hiện nhìn ở trước mặt mình thì gọi là hiện kim, có nghĩa là tiền gì ạ? So để xem nó là tiền mặt thôi mọi người. Tiếp theo mình sẽ vào nhóm 4 nhá. Nhóm số 4 này mọi người thấy cái điểm chung ở đây đều xuất phát từ chữ Hán này đúng không ạ? Chữ Hán này của sensei sẽ có âm Hán Việt là chữ gì ạ? So this này, đây là chữ tự mọi người nhá. Ok, còn chữ bên cạnh ấy thì nó chính là cái chữ thời gian ấy mọi người, thì âm Hán Việt của nó sẽ là chữ thời. Tiếp theo ạ, cái chữ này trong cái động từ nào rất quen thuộc trong N4 và N5 của chúng ta? Đúng rồi, cái động từ cầm nắm đúng không ạ? Đây của sensei sẽ là một chữ sẽ. Còn chữ Hán này sẽ là trong cái động từ mà chờ đợi của mình ấy, thì nó sẽ là mắt chữ, và cái âm Hán Việt của nó hơi lạ một chút là chữ đãi mọi người nhá. Ok ạ, bây giờ mình sẽ vào từng chữ một để phân tích nha mọi người ơi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có chữ tự nhá. Ở trên này mọi người nhìn thấy cái bộ này của chúng ta ạ. Bộ này là bộ gì mọi người ơi? Rất là quen thuộc đấy ạ. So this nè, đây là bộ thổ của chúng ta ạ. Thổ ở đây có nghĩa là gì? Thổ có nghĩa là đất mọi người nhá. Ok ạ. Ở dưới của chúng ta đây là bộ gì đây? Hơi khó một chút. Đây là bộ thốn của chúng ta ạ. Bộ thốn nha. Hai. Và mọi người có thể nhớ anh xe này, thốn ấy, ở đây có nghĩa là đo đạc đi. Đó, và mọi người có một cái câu chuyện như thế này rất là dễ nhớ này. Đo đất để làm chùa, đúng không ạ? Đó, và cái chữ tự của xe ở đây sẽ có âm cân của mình là thế đạo. Trong từ otera là chùa, đúng không ạ? Âm ôn của anh xe sẽ là chữ gì mọi người nhá. Hai. Ok, và đây sẽ có một cái từ vựng mọi người cần phải nhớ trong trình độ N4, N5 này. Đó chính là chữ Otera, có nghĩa là chùa đúng không ạ? Ngôi chùa. Ok, tiếp theo sensei sẽ xài chữ thời đúng không ạ? Mình vẫn có cái chữ gì đây? Chữ tự vừa nãy mình học đúng không ạ? Và ở phía trước thêm một bộ, bộ này. Bộ này ấy chính là bộ Nhật trong tiếng Nhật đấy. Chữ Nhật này có nghĩa là mặt trời mọi người nhá. Mọi người có thấy là cái hình tượng của nó hơi giống mẫu mặt trời đúng không ạ? Đó, còn chữ tự này đúng không? Đây là bộ tự. Đó, và mọi người có thể nhớ lên xem theo cách như sau này. Ở chùa đúng không ạ? Ở chùa thì nhìn lên đâu? Nhìn lên mặt trời ấy để biết cái gì ạ? Để biết thời gian. Đó,
Bởi vì cái chữ Hán này chính là chữ thời đúng không ạ? Và cái âm cưng của Yến Sê ở đây sẽ là Toki. Toki ở đây có nghĩa là khi này. Đó, còn âm môn ở đây sẽ là gì mọi người nhá. Ok ạ, vậy thì những cái từ vựng liên quan đến chữ Hán này sẽ là những từ vựng nào? Đầu tiên Yến Sê sẽ có là chi càng. Cái chi càng ở đây N4, N5 mình học rồi đúng không ạ? Có nghĩa là thời gian đúng không ạ? Tiếp theo này, một từ nữa nào. Từ này đọc là chi kỷ. Ở đây có nghĩa là thời kỳ đúng không ạ? Ví dụ như là trong cái bức ảnh này là thời kỳ nguyên thủy đúng không mọi người? Ok, tiếp theo ạ, sensei sẽ có chữ trì đúng không ạ? Vẫn có chữ Hán tự đầu tiên mình học này. Và phía trước đó thêm một cái bộ này nữa. Nó chính là bộ thủ mọi người nhá. Thủ ở đây có nghĩa là gì? Thủ có nghĩa là tay mọi người, cái tay của mình á, bộ thủ này. Đó, và ở dưới vẫn là bộ tự đúng không ạ? Mọi người có thể nhớ như thế nào? Ở sensei thì sẽ nhớ như thế này mọi người ạ. Dùng tay này để duy trì đó, để duy trì cái gì ạ? Cả một ngôi chùa ở chữ tự của chúng ta đúng không nào? Đó, và ở đây âm cưng của sensei nó chính là cái động từ motsu. Còn âm môn ấy thì nó vẫn có cái âm môn rất là giống với chữ Hán trước mình học, đó chính là gì mọi người nhá. Ok ạ. Và những cái từ vựng liên quan đến cái chữ Hán này, đầu tiên sensei sẽ có động từ cầm, nắm, mang đi đúng không? Và chúng mình sẽ là một chữ. Tiếp theo này, sensei sẽ có từ jisoku. Ở đây âm Hán Việt của nó sẽ là chữ trì và chữ tục. Đó, và mọi người có thể đoán ra sensei nghĩa ở đây là gì không ạ? Đây nghĩa là tiếp tục thôi nha mọi người ơi. Tiếp theo ạ, ở đây sensei có chữ hoji, bảo và trì mọi người nhá. Đó, bảo trì, duy trì cái gì đó. Mọi người nhớ ngay hơn xem ba cái từ vựng vô cùng quan trọng khi mà mình học N4 và lên cấp độ N3 vẫn gặp lại mọi người nhá. Hay. Tiếp theo của sensei mình sẽ có chữ Hán đãi đúng không? Vẫn là bộ tự đúng không ạ? Vừa mình học này. Và ở trước ấy, nó có xuất hiện cái bộ này. Mọi người thấy là giống, hơi giống cái số 1 và có một cái gạch ở trên đúng không? Thì cái bộ này ấy, người ta gọi là bộ xích mọi người ạ. Đó, bộ xích và tự. Thì sensei sẽ có cách nhớ như thế này ạ. Xích mang lên đâu? Mang lên chùa. Bởi vì tự có nghĩa là chùa đúng không mọi người? Rồi đợi chờ. Đó, thì cái âm Hán của cái chữ Hán này có nghĩa là đãi. Nhưng mà âm cưng của nó ấy, có nghĩa là ma chữ, có nghĩa là đợi chờ mọi người nhá. Âm ôn ở đây của sensei là gì? Sẽ là tai mọi người nhá. Hay. Ok. Và mình sẽ tiếp tục sang những cái phần từ vựng cần phải nhớ trong phần này nhá. Đầu tiên sẽ có động từ đợi chờ mọi người, quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Động từ matsu sẽ. Ok, tiếp này, ở đây sensei sẽ có một cái từ vựng. Đây, mọi người có thể nhìn thấy sensei ở đây chữ kỳ và chữ đãi đúng không ạ? Cách đọc của nó là kỳ tại. Thì ở đây nó sẽ mang nghĩa là kỳ vọng, mong đợi mọi người nhá. Ok, nhóm số 5 của sensei sẽ có 3 chữ Hán này. Mọi người có thấy quen không ạ? Và ở đây mọi người thấy nó đều có một điểm chung là cái chữ Hán này bên trong, nó cái bộ này bên trong. Đó, thì cái chữ Hán này mọi người chắc chắn đã gặp trong N5 rồi. Nó chính là cái tính từ cũ của mình ấy, đó chính là flui ấy, đúng không ạ? Thì cái âm Hán Việt của nó sẽ là chữ cổ, đúng không ạ? Tiếp theo, cái chữ Hán này nó có một cái kiểu hình vuông bao quanh, đúng không ạ? Đấy, thì nó là chữ cố của đến dây nhá. Và có cái bộ nhân đứng kiểu con người đứng ở trước ấy, thì nó sẽ là chữ cá ở dây ạ. Ok. Vậy thì đó là tổng quát về ba chữ Hán thuộc nhóm 5 của NC. Bây giờ mình sẽ vào phân tích từng chữ Hán một để dễ nhớ hơn mọi người nhá. Ok ạ, đầu tiên NC sẽ có chữ cổ. Chữ cổ đây mọi người thấy ở bên trên, nó là cái bộ này rất là quen thuộc rồi. Chữ gì đây ạ? Chữ này là chữ thập. Thập có nghĩa là 10 đúng không ạ? Ok. Ở dưới NC lại có bộ này, chính là cái bộ gì của mình ạ? Bộ khẩu đúng không ạ? Khẩu có nghĩa là miệng ấy đúng không? Mình hay trêu nhau là khẩu nghiệp, có nghĩa là hay nói xấu đúng không? Thì nó xuất phát từ miệng ấy mọi người, đúng không ạ? Khẩu nghiệp đây có nghĩa là miệng. Ok, và sẽ nhớ như thế này, rất là dễ nhớ luôn mọi người nhìn này. Miệng ấy thì nói 10 lần thì nó sẽ thành chuyện cũ, đúng không ạ? Ok, và ở đây sẽ có âm cưng của mình, chính là chữ cũ, tính từ sẽ là hư. Còn âm môn ấy, nó sẽ là cộ, và mọi người nhớ sẽ là không có trường âm nhá. Ok nào, từ vựng thì sao nhỉ? Nhớ ra những cái từ vựng sau. Đầu tiên, N5 chắc chắn phải nhớ ra cái tính từ cũ là khứ đợi. Đó, còn lên tới N4 và N3, mọi người phải nhớ ra những cái cách đọc nó khó hơn mà nó gắn liền với âm ôn ấy. Đầu tiên mình sẽ có chữ cổ đại, đúng không? Cách đọc là cổ đại. Tiếp này, mọi người nhìn thấy hình ảnh này đi. Mọi người có thể đoán ra xem
Cô Shimbun là gì không ạ? Shimbun mọi người biết là tờ báo rồi. Thế còn cô Shimbun ở đây sẽ là báo cũ đúng không ạ? Ok, yes nè. Tiếp theo nhá, sẽ có chữ cố đúng không mọi người? Chữ cố đây vẫn là bên trong. Này, mọi người nhìn bên trong nó chính là cái chữ cổ mình vừa học đúng không ạ? Bên ngoài thì nó bao xung quanh cái hình vuông như thế này. Thì đó chính là cái bộ gì của anh Dê ạ? Trông thì hơi giống cái bộ khẩu miệng đúng không? Nhưng cái bộ này đó chính là cái chữ vi của anh Dê. Đó, cái bộ này bộ vi. Vi ở đây có nghĩa là chu vi. Đấy, có nghĩa là xung quanh mọi người nhá, xung quanh ạ. Còn cái bộ bên trong đúng không? Vẫn là chữ cổ trong cũ. Đó, và Sư Dê có cách nhớ như thế này nha mọi người nhá. Mình ấy mà cứ quanh quẩn đúng không nào? Vi ở đây có nghĩa là xung quanh mà, quanh quẩn bên những cái câu chuyện cũ ấy, thì mình là người ngoan cố đúng không ạ? Thì cái chữ cố này nó sẽ trong từ ngoan cố rồi là cứng cáp ấy mọi người ạ. Ok, còn âm cưng, chữ này của Sư Dê nó sẽ có là đầu tiên katame được này, tha động từ này. Từ động từ sẽ là katamaru và tính từ của Sư Dê sẽ là katai. Nhớ, còn âm môn thì sao nhỉ? Âm môn của Sensei vẫn là chữ cô và không có chữ âm ạ. Và mọi người có thể thấy là một cái điểm chung của ba cái chữ Hán mình đang học ấy, thì nó đều có âm môn là cô và không có chữ âm đúng không nào? Hay, vậy thì mình sẽ chuyển sang từ từ vựng với Sensei nhá. Đầu tiên mình sẽ có từ katai, đúng không? Âm cân của cái chữ Hán này. Katai đấy mọi người có thể đoán ra Sensei nghĩa là gì không ạ? Âm Hán Việt nó chữ cố đúng không? Cố ở đây có nghĩa là cứng cáp với mọi người ạ. Đó, thì katai của Sensei đây là cứng cáp này. Tiếp theo, Sensei sẽ có động từ katamaru. Mọi người nhìn hình ảnh này Sensei đi ạ. Mọi người thử đoán Sensei, động từ này có nghĩa là gì? So desu ne, có nghĩa là đông lại này. Đó, cục đá đông lại, cứng lại mọi người nhá. Đó, còn ở đây mình sẽ có thêm một từ nữa, hơi khó một chút, nhưng bạn nào học lên lớp 3 chắc chắn phải biết từ này Sensei. Đó, âm ôn của nó là cô đúng không? Và Sensei thêm một cái chữ ở trước nữa. Găng cô ở đây của Sensei có nghĩa là kiểu một người làm sao mọi người? Ngoan cố ở Sensei rất là giống tiếng Việt đúng không ạ? Găng cô, ngoan cố, đúng không nào? Ok. Tiếp theo Sensei sẽ có chữ cá này nhá. Cá này không phải là trong cá mình ăn hàng ngày đâu, nó là cá trong từ cá nhân, cá thể, cá tính ấy mọi người. Đó, thì cái chữ cá này mình vẫn sẽ có cái chữ Hán vừa rồi mình học, nó chính là chữ cố đúng không mọi người? Đó, và mình thêm cái bộ đằng trước. Sensei đã nói rất nhiều từ đầu video đến giờ rồi đúng không ạ? Bộ đằng trước này nó là bộ gì đấy ạ? So desu ne, nó là bộ nhân đứng đúng không ạ? Nhân đứng ở đây có nghĩa là con người ấy đúng không nào? Đó, còn đây vẫn là cái chữ Hán mình vừa học, nó là bộ cố đúng không ạ? Đó, vậy thì ấy, Sensei sẽ có cách nhớ như sau mọi người ạ. Người mà ngoan cố ấy thì là người có cá tính nha mọi người nhá. Thì âm ôn của Sensei ở đây sẽ vẫn là cô và không có trường âm. Đó, điểm chung của ba cái chữ Hán này nha mọi người ơi. Vậy thì mình phải chuyển qua ngay cái phần từ vựng mà nó sẽ rất sát với đề thi GLBT. Ai học N4, N3 đều cần phải biết Sensei nhá. Ok ạ. Đầu tiên Sensei sẽ có chữ này, cô sẽ. Âm Hán Việt của nó sẽ là chữ cá và chữ tính. Đó, thì cô sẽ ở đây có nghĩa là cá tính mọi người nhá. Tiếp theo này, Sensei sẽ có từ cá và nhân, đúng không? Koji. Koji ở đây thì có nghĩa là cá nhân nha mọi người nha. Đây, tiếp theo này, ikko, cách để đếm đúng không ạ? Ikko có nghĩa là một cái, một miếng đúng không ạ? Còn khi mà mình muốn hỏi là bao nhiêu cái, mình sẽ hỏi là nanko desu ka? Ok, bây giờ mọi người hãy cùng Sensei ôn tập lại những chữ Hán mình vừa mới học nhá. Đầu tiên, Sensei sẽ có cái câu chuyện này, mình vừa mới học này. Thế giới hiện đại ấy, thì không còn ai xem vua nữa đúng không nào? Vậy thì ở đây mình phải tìm ra xem cái chữ Hán nào mà nó có bộ gì ạ? So desu ne, bộ vương và bộ kiến đúng không nào? Vậy thì nó sẽ là chữ gì ạ? 3 giây nhá. Đúng rồi, nó sẽ là chữ hiện của xe ạ. Hiện này trong hiện đại Gendai đúng không nào? Ok, câu tiếp theo nào. Động này mà có con người thì là lao động đúng không? Vậy thì người này là phải có bộ gì ạ? Bộ nhân đứng của dân xe đó. Vậy thì ở đây đáp án sẽ là chữ động đúng không ạ? Bởi vì sao? Ở trước nó có bộ nhân đứng đúng không ạ? Ở đằng sau sẽ là chữ động. Đó, vậy thì cả cái câu chuyện của mình sẽ là động mà có con người thì là lao động. Đúng chưa nào? Tiếp theo nha. Mưa rơi xuống ruộng tạo ra dòng điện đúng không ạ? Mưa ở đây là bộ vũ của NC và ruộng ở đây là bộ điền đúng không? Vậy thì nó sẽ là đáp án nào trong ba đáp án này ạ? So desu ne, nó sẽ chính là chữ
điện của sensei đó ạ, đúng không ạ? Ở trên là bộ gì đây? Bộ vũ là bộ mưa này, ở dưới là bộ điền đúng không? Vậy thì là mưa rơi xuống ruộng điền tạo ra dòng điện, đúng không nào? Ok. Tiếp theo sẽ là một câu đọc kanji nhá mọi người, cẩn thận không nhầm giữa ba cách đọc này nha. Watashi wa Nihongo Center de nani nani te imasu. Nào, sensei cho mọi người 3 giây nhá. Đáp án của chúng mình ở đây sẽ là động từ hataraite imasu, đúng không? Có nghĩa là làm việc. Tại sao nhỉ? Bởi vì ở trước là có bộ nhân đứng, đằng sau là chữ động, vậy thì sẽ là lao động, làm việc, mà thường là con người, đúng không? Nghĩa của câu này sẽ là tôi làm việc tại trung tâm tiếng Nhật Riki, đúng không nào? Tiếp ạ, sensei sẽ câu số 2. Watashi wa yoku genkin de shiharai o shimasu. Ở đây sensei sẽ có động từ shiharai o shimasu, ở đây là trả tiền nha, chi trả đó, trả bằng tiền mặt. À, genkin đây là tiền mặt của sensei, thì nó sẽ là chữ hiện và chữ kim mọi người nhá. Sensei cho mọi người 3 giây ạ. So desu ne, xin chúc mừng những ai chọn đáp án số 1 của sensei. Chữ hiện và chữ kim này có nghĩa là tiền mặt đó mọi người ạ. Tất cả tài liệu mà các bạn đang xem đều thuộc nội dung căn bản trong kho tài liệu của lớp tích hợp, để giúp mọi người củng cố kiến thức nền tảng. Tuy nhiên, để đỗ được JLPT thì sensei khuyên mọi người nên học khóa chuyên sâu và được học trực tiếp với các giáo viên là top sensei của Riki. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được thực chiến với bộ đề thi thật JLPT các năm cùng với một lộ trình phù hợp và sát với xu hướng ra đề nhất. Cam kết chuẩn đầu ra, hãy comment tích hợp để nhận tài liệu ngay ngày hôm nay cùng với ưu đãi giảm ngay 1 triệu khi đăng ký các lớp 50 ngày ăn ngủ trúng tủ JLPT các trình độ từ N3 đến N1 trong kỳ tháng 7 năm 2023. Đồng thời các bạn sẽ được giảm ngay ưu đãi 30% khi đăng ký các lớp tích hợp cho kỳ tháng 12 năm 2023 trước ngày 10 tháng 5. Đừng bỏ lỡ mà nhanh tay đăng ký nhé! Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and